Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một món là cá rô phi kho với me non. Thì món này dùng để ăn cơm thì hết bài luôn các bạn. Để làm món cá rô phi kho me, chúng ta cần có nửa ký cá rô phi, một ít trái me, ít hành lá, vài trái ớt, ít nước mắm, tiêu, bột ngọt, muối, nước mắm, đường, bột niêm, tỏi và hành. Bước đầu tiên thì mình sẽ ướp cá. Mình ướp với gia vị và hành, tỏi, ớt. Mình sẽ trộn đều nó lên cho nó thấm gia vị. Mình để khoảng từ 10 đến 15 phút rồi mình sẽ kho. Thì cá kho me này thì các bạn có thể dùng các loại cá. Có thể là cá lóc, hay là cá rô, cá chê, hay là những cái loại cá đồng đó các bạn. Thì mình kho với me non thì rất là ngon. Còn cá biển thì kho với me non thì ăn có vẻ nó không ngon nha các bạn. Trong thời gian chờ đợi cá thấm thì mình sẽ làm me nha các bạn. Mình sẽ bắt lên một chảo nước sôi. Mình sẽ trụng me sơ qua khoảng 1 phút. Sau đó mình bóc vỏ. Đây các bạn trụng vô như thế này. Khoảng 1 phút. Các bạn nhớ khoảng 1 phút thôi. Nếu các bạn trụng lâu quá thì nó sẽ cái phần me non nó sẽ bị chín hết. Mình trụng tái tái để mình bóc được vỏ thôi. Các bạn nhìn thấy không? Sau khi mình bóc vỏ ở đây, mình sẽ cho vô cá và mình sẽ kho luôn nha các bạn. Thì để cho nồi cá chúng ta kho ngon. Đây thì cái món này các bạn nêm lạc, không nêm quá mặn, vì cái món cá này chúng ta sẽ kho nó có nước để dùng để chấm với rau. Đây mình sẽ kho, thì các bạn kho khoảng từ 15 đến 30 phút tính từ cái giai đoạn mà nước sôi nha các bạn. Đây mình sẽ chở đều cho lên rồi mình sẽ bắt lửa này. Cá rô phi này thì mùa này là đúng mùa luôn các bạn, rất là béo. Mùa này cũng đúng ngay chăng cái thời điểm mùa me non luôn. Cái thời điểm này là me bắt đầu non. Nếu mà tính nó khoảng một tháng nữa, giai đoạn mà gần Tết là me nó lúc đó nó sẽ chuyển qua già rồi, nó chuyển qua thành me dốt rồi. Thời điểm này là đúng cái giai đoạn là mùa me luôn. Đây các bạn nhìn thấy kích thích không? Nhìn rất là ngon. Mà cái món này đặc biệt là kho nước, không có kho khô như cá kho tộ nha các bạn. Thì đây cũng là một trong những món ăn đặc sản vùng sông nước miền Tây. Nói tới sông nước thì rơi vô cái thời điểm nước lũ mùa như thế này thì những món này là hầu như là nhà nào cũng có, rất là đặc trưng luôn đó các bạn. Mình kho nước thì ở dưới quê thì mùa này là chúng ta sẽ đi hái năng nè, về chấm với cá kho nè, rồi bông súng nè. Nói chung mùa này dưới quê là rất là nhiều rau kèo nèo, rồi mùa này là cũng ngay chăng cái mùa bông xô đũa luôn nè các bạn, rất là ngon. Và đặc biệt là cái hoa lục bình chấm với món cá kho này thì coi như là hết sảy luôn. Còn không thì đi chèo xuồng đi hái bông điên điển chấm với cá kho này thì cũng hết bài. Đây sau khi kho được khoảng 15 phút rồi nè các bạn, cái me nó sẽ tiết ra cái nước chua, nó làm cho cái món cá kho chúng ta rất là đặc trưng, rất là ngon. Các bạn nhìn không, quá đã luôn. Này mà có một gỗ rau sống nào năng ha, bông xô đũa, bông điên điển ha, kèo nèo ha, chả chấm vô là ăn cơm là coi như là hết đồ cơm luôn các bạn. Thì phần công thức định lượng mình cũng để phần mô tả, các bạn vào phần mô tả xem nha các bạn. Đây cá chúng ta đã xong rồi, mình sẽ cho hành tiêu vô. Còn nhìn rất là kích thích luôn các bạn ơi. Thử các bạn ra chợ mua cá về kho một nồi ăn như thế này quá đã luôn. Rồi video mình đến đây cũng xin tạm dừng.
À, nếu các bạn yêu thích video mình, hãy để lại cho mình một lượt like cũng như bấm nút đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn. À, để mình có động lực tạo ra nhiều món ăn để phục vụ cho các bạn. Thì video đến đây xin tạm dừng. Bye bye các bạn nha các bạn.